Ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghiệp cao nhằm hỗ trợ người dân tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông. Theo đó, mỗi người dân được cấp một mã QR trên ứng dụng điện thoại thông minh. Nếu ai không dùng điện thoại thông minh thì sẽ được cấp mã số qua tin nhắn điện thoại thường hoặc được cơ quan, đơn vị sử dụng lao động in mã QR ra thẻ. Người dân khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại thông minh hoặc truy cập địa chỉ khai báo y tế .thanhphohochiminh.gov.vn. Trước khi ra đường, xuất trình mã QR tại trạm kiểm soát, trụ sở sản xuất kinh doanh, các nơi kiểm soát ra vào theo quy định như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán thực phẩm, F0 cách ly tại nhà cũng sẽ khai báo sức khỏe trên ứng dụng này.